Xin cho chúng con được chia sẻ nỗi buồn đau thương mất mát vô cùng to lớn này tới các bác là con của cụ cũng như toàn thể tăng gia hiếu quyến. Và sau, cũng xin cho đoàn chúng con được phục vụ buổi lễ tang của cụ buổi sáng hôm nay một cách trang trọng nhất. Kính thưa linh hồn cụ vô cùng kính quý, cụ ơi, giờ phút này đứng trước di ảnh của cụ là những nén hương trầm đang tỏa khói buồn bay nghi ngút, cùng với những giọt nước mắt đang lăn dài trên những gò má thân thương. Và vào giờ phút cuối cùng của buổi sáng hôm nay, xin cho đoàn kim nhạc chúng con được bày tỏ tấm lòng thành kính, cùng với những tâm tư tình cảm bồi ngồi xúc động, chúng con xin được gửi gắm vào tiếng kèn đồng trong buổi sáng hôm nay. Chúng con xin được tiễn cụ về với tổ tiên, tiếng kèn với nỗi buồn phiền, bụi trần rũ bỏ cõi tiên cụ về, tiếng kèn thay lời sẻ chia, nỗi buồn người ở người về cõi âm, hương thơm kính dâng một tuần, tiếng kèn xin được cử lên tiếng người. Chúc cụ về chốn Bồng Lai, chúc cụ an nghỉ giấc dài ngàn thu. Vâng, và giờ phút này là nghi lễ dâng hương của đoàn kim nhạc chúng con xin phép được long trọng cử hành. Kính thưa linh hồn cụ vô cùng kính quý, cụ ơi, giờ phút này nghẹn ngào và đau thương, tất cả các con của cụ cũng như toàn thể thân bằng quyến thuộc giờ phút này đang đứng trước di ảnh của cụ. Và cũng giờ phút này, xin cho đoàn kim nhạc chúng con được có đôi lời thân thương tới mẹ hiền kính quý của chúng con trước lúc mẹ ra đi không ngày chúng con gặp lại. Mẹ hiền kính thương ơi, với 95 năm cuộc đời đã gần tròn bách niên giai lão, mẹ của chúng con sống gần một thế kỷ cũng là lớp người xưa nay rất hiếm. Mẹ ơi, cả cuộc đời của mẹ cùng cha tần tảo lam lũ, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nuôi cả một đàn con 8 người lớn bé. Mẹ kính thương ơi, mái đầu của mẹ những sợi tóc đen rồi trở lên những hoa dâm và những sợi đã bạc. Vầng trán của mẹ hằn lên những khắc khổ vì thương con thương cháu. Đôi tay chai sần xấu xí của mẹ vì chúng con, vì gia đình mà đã hằn lên những vết nhăn theo thời gian, theo năm tháng. Vậy mà mẹ ơi, bao năm qua chữ hiếu anh chị em chúng con chưa đền đáp được, thì mẹ đã buông tay trở về với cha. Chúng con đã mất đi người cha hơn chục năm nay. Giờ phút này, chúng con lại mất đi người mẹ, mất đi khúc ruột đầy thiêng liêng và cao quý của chúng con. Mẹ kính thương ơi, than ôi mẹ đi đâu đã qua mấy bữa cơm rồi. Mẹ để cho anh chị em chúng con gọi mãi mẹ không ơi. Chúng con buồn lắm một trời xót xa. Mẹ ơi, trước kia mẹ vẫn nói rằng mẹ hiền sẽ mãi yêu hiểu chúng con. Mẹ ơi, giờ phút này thì anh chị em chúng con đang chờ đợi mỏi mòn, mà mẹ lỡ đi về đất lạnh để chúng con nơi này. Mẹ kính thương ơi, mẹ ơi, nệ lòng thì sao quá đắng cay, mà trời ơi sao lỡ sắp bảy biệt đi. Mẹ ơi, mẹ về với anh chị em chúng con đi, đừng đi xa nhé, đừng đi một mình. Mẹ nằm yên đó lặng thinh, giờ này chúng con còn lại mẹ nhìn thấy không? Mẹ ơi, lỗi nhớ mẹ, lỗi thương mẹ mà giọt lệ sầu của anh chị em chúng con giờ lầy nghẹn ngào trên khóe mắt. Lòng bồi ngồi cho chúng con được gọi hai tiếng mẹ ơi. Mẹ ơi, giờ phút này thì chúng con đã vĩnh viễn mất đi khúc ruột của mình. Mà mẹ ơi,
Riêng mặt trời thì chỉ có một mà thôi, mà mẹ tứ của chúng con thì cũng chỉ có một trên đời. Mà giờ phút này nghẹn ngào, các con chỉ biết nhờ qua tiếng kèn đồng xin được tiễn biệt mẹ với bản nhạc lòng mẹ, để tiễn biệt mẹ về với cha. Mẹ về với cha rồi, mong mẹ nhắn nhủ với cha: các con của cha thương cha, nhớ cha nhiều lắm. Và giờ phút này cùng với khúc nhạc lòng mẹ, xin cho đoàn kim nhạc chúng con giờ phút này được trịnh trọng tấu lên. Oh.
Kính thưa linh hồn cụ, kính thưa toàn thể quý tăng gia. Buổi sáng hôm qua thì anh chị em trong đoàn kinh nhạc chúng con đến từ dịch vụ tăng lễ chọn gói Tuyết Cường. Chúng con đến từ huyện Ân Thi, xã Hồng Vân, tỉnh Hưng Yên. Chúng con trở về đây khi biết tin cụ cũng là người xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, cũng là một người gốc của đất mẹ Ân Thi. Thật đúng là trái đất quay tròn có ngày gặp lại. Chúng con cũng không ngờ chúng con có duyên được trở về đây để phục vụ buổi lễ tang của cụ, một con người đất mẹ Ân Thi. Giờ phút này nghẹn ngào, chúng con trở về đây để tiễn biệt cụ, người gốc Ân Thi cùng với chúng con. Và cũng giờ phút này xin cho đoàn chúng con được kính cẩn nghiêng mình, cho chúng con được dành một phút mặc niệm để tiễn biệt một người con của đất mẹ Ân Thi Hưng Yên đã trở về với thiên tổ. Vâng, giờ phút này phút mặc niệm xin được bắt đầu. Giờ phút này xin được thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, xin được chân thành nói lời chân thành cảm ơn đến đoàn ban nhạc vì tình vì nghĩa. Giờ phút này cũng đã trở về phục vụ tang gia của gia đình chúng tôi suốt từ buổi sáng hôm qua cho đến giờ phút này. Và giờ phút này cũng chỉ còn ít phút đồng hồ nữa thì xin được kính mời đoàn kim nhạc trở lại vị trí sơi chầu uống nước và chuẩn bị các nghi lễ của mình, cũng như cùng với ban tang lễ chính quyền địa phương của cơ sở thôn nhà chuẩn bị cử hành nghi lễ truy điệu và tiến đưa cụ một đoạn đường lên xe tang về đài hóa thân. Một lần nữa gia đình xin được cúi đầu cảm ơn. Lễ nhan thương vì thương nhớ người và lễ ước rất chào cảnh chia phôi từ lấy cánh hoa tươi thắm nghẹn ngào trước ước của đi xa nhìn năm mọi người không đi xa quay về mái nhà con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Chiếc di ảnh của mẹ xin được giải hoa tiễn biệt mẹ về với cha trong buổi sáng hôm nay. Mẹ ơi, giờ phút này thì một lạy này anh chị em chúng con xin được kính lạy mẹ yêu. Mẹ ơi, lạy 9 tháng 10 ngày mẹ mang lặng đẻ đau chị em chúng con, lạy cả những bát cơm ngon mẹ vì con mà nhịn phần để cho chị em chúng con ăn học lên người. Mẹ ơi, lạy cả những đêm trường mẹ vì con mà phải thức trắng. Mẹ kính thương ơi, chúng con vẫn biết rằng cây có gốc mới đầy mầm xanh lá, mà nước có nguồn mới có biển cả sông sâu. Các con của mẹ có được từ đâu? Có cha có mẹ rồi sau mới có phần này. Mẹ kính thương ơi, đời mẹ thì vất vả gian nan khó nhọc,
nuôi anh chị em, chứ còn một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì bơi, mảnh khăn trắng ngàn lần đớn đau. Giờ phút này thì anh chị em chúng con cũng đã trưởng thành, chúng con trở về đây thì cha đã mất, mẹ cũng không còn. Mẹ kính thương ơi, mẹ có nhìn thấy không, giờ phút này anh chị em chúng con đang lối tiếp hàng chở vào nghẹn ngào quay quanh linh cữu của mẹ lần cuối. Vì chỉ còn ít phút đồng hồ nữa thì mẹ ra rời đàn con. Mẹ ơi, chỉ còn ít phút đồng hồ nữa thì âm dương hai miền cách biệt. Mẹ ơi, thật đúng là còn mẹ thì còn lối đi về. Giờ đây cha mẹ đã mất, chúng con biết về với ai? Mẹ kính thương ơi, để giờ phút này những cánh hoa tươi thắm, những giây phút này là những cánh hoa hồng của tất cả các con gái, con rể của mẹ đây. Mẹ ơi, rể hiền mẹ cũng quý như trai. Để giờ phút này anh chị em chúng con nghẹn ngào xin được giải lên những cánh hoa hồng thơm ngát, tiễn mẹ về cùng cha trong buổi sáng hôm nay. Mẹ kính thương ơi, thật đúng là còn mẹ còn cha thì chúng con còn lối đi về. Mất cha mất mẹ cả lối về quê cũng mờ. Mẹ ơi, còn mẹ thì ngày đời đêm chờ. Mất mẹ rồi bát nước chè quê không còn. Còn mẹ thì anh chị em chúng con được gặp nhau luôn. Mất mẹ rồi thỉnh thoảng vui buồn chúng con mới được gặp nhau. Mà mẹ ơi, còn mẹ thì anh chị em chúng con gặp nhau được lâu. Mất mẹ rồi câu trước câu sau chào về. Còn mẹ thì chúng con không thấy bơ vơ. Mất mẹ rồi ra ngần vào ngơ một mình. Còn mẹ thì cuộc sống của anh chị em chúng con yên bình. Mất mẹ rồi những lúc lội trận lôi đình ai can. Mẹ kính thương ơi, để giờ phút này có cả những cánh hoa cúc. Những cánh hoa cúc của tất cả các cháu nội cháu ngoại giờ phút này, cũng như các chất nội chất ngoại. Nghe tin mẹ mất giờ phút này, các cháu nội cháu ngoại ngày xưa được bà bế bà bồng, bà âu bà yếm, giờ phút này thì bà mất, các cháu cũng trở về chịu tang bà cùng cha cùng mẹ, giải hoa kết hoa tiễn biệt bà nội, tiễn biệt bà về nơi chín suối, mong bà an nghỉ rất dài ngàn thu. Mẹ kính thương ơi, để rồi giờ phút này thì âm dương hai miền cách biệt. Bạch quan tài của mẹ giờ này thì còn thơm mùi gỗ. Mẹ để cho anh chị em chúng con giờ này líu lấy lệ tuôn rơi. Mà thân thương thì hai tiếng gọi mẹ ơi, tình mẹ ấm áp như là đại dương. Mẹ ơi, mẹ như cây cao giờ đây đã đổ. Các con, các cháu của mẹ bây giờ biết tựa vào đâu? Mẹ ơi, rồi ít phút đồng hồ nữa thì chúng con phải tiễn biệt mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mẹ ơi, để rồi sâu ba tấc đất sâu kia mẹ nằm nơi cánh đồng hoang, để rồi cho đau lòng chúng con, nghẹn ngào chúng con giây phút biệt ly. Mẹ hiền kính thương ơi, vậy là hết, kể từ đây đâu còn nữa. Trên bước đường lặng lẽ chỉ còn lại mình anh chị em chúng con. Mà lỗi nhớ kia chắc là sẽ mỏi mòn. Hình bóng của mẹ làm sao chúng con quên được. Nhớ về mẹ mà cõi lòng chúng con tan nát. Mẹ ơi, bởi tình mẹ là bát ngát mênh mông. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về suối vàng. Mẹ đã ra đi hết thật không còn. Con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Người đã hết một gói đi về. Mẹ đi về nơi không còn thấy bóng mẹ đâu, để nghẹn ngào giây phút đi biệt. Mẹ kính thương ơi, vừa rồi là những cánh hoa tươi thắm, và giờ phút này lại là những nén hương trầm cuối cùng. Tất cả các con của mẹ đang nghẹn ngào quay quanh linh cữu của mẹ,
mẹ kính thương ơi, cho chúng con được nhìn mặt mẹ lần cuối. Trước lúc mẹ rời bỏ đàn con, trước lúc mẹ rời bỏ ngôi nhà mẹ hằng yêu dấu, để mẹ về cùng cha trong buổi sáng hôm nay, mẹ kính thương ơi. Mong rằng giờ phút này khói hương trầm sẽ bay cao, bay xa hơn nữa để tiễn biệt mẹ về với cha, mẹ kính thương ơi. Vâng, vừa rồi là nghi lễ giải hoa tiễn cụ về nơi chín suối của đoàn kim nhạc chúng con đến từ dịch vụ tăng lễ cho gói Tuyết Cường. Giờ này nghi lễ của đoàn chúng con đã hoàn tất, xin được thay mặt cho trưởng đoàn xin kính chúc cụ về nơi chín suối, và cũng xin được cảm ơn tấm chân tình của toàn thể quý tang gia con cháu trong buổi tang lễ hôm nay. Xin được trân trọng kính mời